Các thẩm phán điều tra Pháp ra lệnh xét xử 19 nghi phạm từ 21 đến 58 tuổi liên quan vụ 39 người Việt Nam chết trong container năm 2019. Các nguồn thạo tin ngày 24 tháng 5 tiết lộ một cuộc điều tra xuyên quốc gia đã chỉ ra rằng 19 nghi phạm gồm người gốc Việt, Pháp, Trung Quốc, Algeria và Morocco là một phần trong mạng lưới buôn người từ Việt Nam sang châu Âu. Các thẩm phán điều tra Pháp ngày 23 tháng 5 đã ra lệnh xét xử 19 nghi phạm, chưa rõ phiên tòa sẽ được tiến hành khi nào. Nhóm nghi phạm bị cáo buộc tổ chức vận chuyển người di cư trái phép hoặc sở hữu căn hộ che giấu những người di cư này ở khu vực Paris. Khi liên lạc với nhau, nhóm nghi phạm gọi các nạn nhân là món hàng hay thậm chí là những con gà. Toàn bộ nghi phạm sẽ bị xét xử với cáo buộc tạo điều kiện cho người nước ngoài nhập cảnh và lưu trú bất hợp pháp trên lãnh thổ Pháp cũng như móc nối với nhau thực hiện hành vi phạm tội. Các nghi phạm có thể đối mặt án tù 10 năm. 4 người trong số đó cũng bị xét xử với cáo buộc ngộ sát khi không đảm bảo an toàn cho các nạn nhân. Tội danh này có thể đối mặt án tù 3 năm. Thi thể 39 người Việt được phát hiện trong xe container tại khu công nghiệp Waterford, hạt Essex, Anh vào sáng 23 tháng 10 năm 2019. Kết quả điều tra cho thấy họ trước đó được đưa lên xe ở phía bắc nước Pháp và nộp cho những kẻ buôn người 20.000 euro, hơn 23.000 đô la Mỹ để vượt biên từ Pháp sang Anh. Container chở họ được chuyển bằng phà từ cảng Zeebrugge ở Bỉ tới cảng Purfleet, Anh trong đêm. Các nạn nhân sau đó tử vong vì thiếu oxy và quá nóng trong không gian kín. Tòa án Bỉ năm ngoái kết án một người đàn ông Việt Nam 15 năm tù vì tội cầm đầu đường dây buôn người. Anh năm 2021 kết án 4 người 13 đến 27 năm tù vì liên quan đến âm mưu buôn người dẫn đến cái chết của 39 người Việt Nam.